Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 28. Hỏi: không biết sao ngày nay có một số thầy tu bài bác Phật giáo Đại Thừa là ngoại đạo Bà La Môn và bài xích phương pháp Osawa, bởi cho rằng phương pháp này đang lỗi thời, rồi họ biến tướng nhiều cách ăn uống khác. Điều ấy theo ông có đúng không? Đáp: quả là có các trường hợp ấy, mà những người này chắc quý vị cũng có thể biết vì họ nổi tiếng đối với một số đệ tử ruột. Về đạo Phật, những người bài bác hơi có một chút tiếng tâm, một chút khả năng thuyết pháp làm hài lòng các môn đồ, hoặc giả là có một chút thần thông, nhưng ở một chỗ mà thấy bên kia sông, không cần webcam của máy vi tính, hay nhìn biết tâm người ta đang nghĩ gì. Thần thông là cái ngọn trong đạo giác ngộ, còn lời hay tiếng đẹp cũng thế thôi. Đại Thừa là tông phái lớn của Phật giáo, mà kinh điển đã hiện diện từ xưa đến nay, có đến hơn 2.000 năm. Chúng ta ắt biết, nền văn hóa nào mà trải qua một thời gian không biết bao nhiêu đời người, thì nền văn hóa ấy tất có giá trị, bởi nếu không thì chắc chắn nó biến mất từ lâu, không kèn không trống. Kinh điển Đại Thừa ngày nay có rất nhiều và trải qua ngần ấy thời gian đã nói trên, biết bao bậc đại sư xuất hiện trong sử sách. Nếu có gì bất túc là các ngài ấy đã giống tiếng với cái tư thế vĩ đại của mình. Theo chúng tôi suy nghĩ thì Đại Thừa không phải là những tư tưởng dễ hiểu, dễ thâm nhập đối với khoa học ngày nay, nhưng không phải hễ khó, hễ chưa hiểu là chúng ta vội vàng phản bác. Chuyện đâu còn có đó. Con đường tu học của con người còn dài, chúng ta hãy đợi đến khi vỡ vạc chân lý, rồi hãy phán xét cũng chưa muộn. Khi đứng trên cơ sở chân lý hiển nhiên, thực chứng nơi tự thân, thì chắc không một ai không tin quý vị. Hơn nữa có người còn nói rằng, trong kinh Đại Thừa có tư tưởng Bà La Môn, chêm vào, chứ không hẳn là của Phật. Tôi có thể đáp theo nhận định của mình là dầu có thật là Bà La Môn chăng, thì nếu chúng ta thấy đúng và hợp cơ trong mấy ngàn năm nay, thì đó cũng là tư tưởng của Phật giáo như thường. Vì sao? Tôi nhớ chắc không nhầm rằng Phật có nói Phật giáo bất ly thế gian giác. Hễ cái gì có tính giác thì đó coi như là của Phật. Trong một kinh ở A Hàm hay Bộ Kinh, chúng tôi nhớ có một người hỏi Phật. Bởi không có hiện diện Phật nên một đệ tử của Ngài là ông A Nan dạy vấn đề ấy như vậy như vậy, có đúng hay không thì Ngài đáp. Nếu Ngài trả lời thì cũng thế thôi. Như vậy ta thấy đâu phải chính kim khẩu của Phật Thích Ca nói ra mới thiệt là Phật giáo. Ngay lời Phật nói ra thì Ngài cũng dạy chúng ta là hãy suy xét kỹ, đừng vội tin liền. Pháp môn tu cần thích hợp với căn cơ. Chúng ta nên tìm pháp môn phù hợp để lo việc tu hành cho mau đến nơi đến chốn, hầu thể nhập vào hạnh phúc vĩnh cửu. Đừng vạch lá tìm sâu trong kinh điển hay các nền văn hóa đã trải dài nhiều ngàn năm, để rồi chỉ tổn hại cho đời sống tâm linh của chính mình mà thôi. Còn vụ lỗi thời của phương pháp Osawa thì sao? Hiện nay ta thấy có một số người ca ngợi phương thức số 7 một cách quá đáng, rồi một số người phản đối lại cũng mạnh mẽ không kém, rồi cho rằng 10 cách ăn uống của tiên sinh đề ra đã lỗi thời. Các người trên không biết rằng pháp môn nào đi vào cuộc đời phải khế cơ mới tồn tại. Chắc ai cũng biết giải toán cho các trò, chỉ thích văn thì mất công toi. Ngay Đức Phật có thời Ngài thuyết tiểu thừa, có thời Ngài thuyết đại thừa, nên kinh Phật còn được gọi là khế kinh, lời dạy hợp căn cơ. Osawa cũng thế, lý thuyết thì không đổi thay. Vô song nguyên lý là vô song nguyên lý, còn âm dương là âm dương. Đâu ra đó, nhưng về đường thực hành, tiên sinh đưa ra 10 phương thức mà khai triển ra, chúng ta tất biết là vô lượng. Mỗi lần tiên sinh đi thuyết giảng nơi đâu thì đều có phu nhân đi theo để chuyên lo về mặt thực hành nấu nướng. Tại sao chúng ta khi dễ những phương thức dưới số 7 mà cho rằng không khai mở tốt trí phán đoán tối cao của con người? Vậy thử hỏi trí phán đoán tối cao là cái gì? Cái cố chấp chăng?
hay cái có thể huyên thuyên tranh cãi. Nền đạo Đông Phương người ta không xôn xao như khoa học đời bây giờ. Họ ẩn mình tu tập có khi cả một đời người, chẳng ai biết ai hay, để thành tựu ánh giác ngộ cho chính mình và cho chúng sinh một ngày nào đấy. Nhiều khi tốn cả những kiếp lai sinh. Có người bảo 10 phương thức trên đã sang trang và xếp vào lịch sử từ sau năm tiên sinh đột tử. Sang trang là sang trang thế nào? Họ đề ra ngũ cốc mấy mươi phần trăm, rồi cùng các món phụ nọ, phụ kia, tất cả cũng đều nằm trong 10 cách của Osawa, chớ có cái gì đặc sắc đâu. Rồi họ bày ra rối rắm mùa nọ, mùa kia ăn uống ra sao. Những điều này người nào ăn uống lâu trong đường hướng thực dưỡng sẽ rút kinh nghiệm và ắt biết. Chớ nếu ghi nhớ thì không sao nhớ đến chi ly, mệt lắm. Hãy để cho trí óc nghỉ ngơi một chút đi. Việc thực chứng là quan trọng hơn nhiều. Vậy chúng ta đừng khi dễ những người mới đi vào con đường thực dưỡng mà bày vẽ đủ thứ nọ kia cho tâm trí họ thêm rắc rối. Chúng ta thường chỉ dẫn những người sơ cơ là cứ thay gạo trắng bằng gạo lứt đi, rồi đồ ăn phụ khởi sự cứ để cho thoải mái như chọn bạn mà chơi. Lúc đầu thì giao du tá lả, nhưng dần dần thấy những người nào tốt mới qua lại lâu dài và thân tình. Sau đó nếu thấy món ăn thức uống nào có gì không thích hợp với nhu cầu riêng thì nghiên cứu thêm một chút để tự có kinh nghiệm sâu hơn. Thêm nữa, đối với một bậc tông sư mà đấy là Osawa, một người đã hoàn thành sự nghiệp một cách viên mãn ở cõi đời này, thì sự ra đi của người như thế nào chúng ta khó biết cái tâm vĩ đại ấy cho chính xác. Trong Phật giáo chúng ta ắt nghe nói trí tuệ bất tư nghị của Phật, chúng sinh không thể nào lường nổi, chỉ Phật với Phật mới hiểu nhau. Vì sao? Bởi đó là chỗ không còn có suy nghĩ phân biệt như chúng sinh. Osawa cũng thế, một tâm hồn đi vào chỗ vô hạn, phát giác ra những điều kỳ diệu ở thế gian, thì chúng ta đừng vội phê phán một cách hỗn hào và tội lỗi rằng người đột tử. Cái từ này hàm ngụ một ý nghĩa bất minh, chỉ làm thiệt thòi về mặt tâm linh cho chính họ và gây nhiễu loạn những kẻ hậu sinh. Tinh thần Osawa là tinh thần phê phán, nhưng không phải phê phán bừa bãi, thiếu thực chứng. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc. Ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ha ha ha,